Xin chào tất cả các anh em, chào mừng mọi người đến với video của mình. Mình vừa đọc xong một cái bài báo về thời trang thì nó nói về 7 cái phong cách thời trang dành cho các anh em khi mà đi biển. Mình chợt nảy ra một cái ý tưởng, đó là với mỗi một cái phong cách thời trang đi biển thì chúng ta nên dùng trang điểm hoa nam nào cho phù hợp. Do đó cái video của mình ngày hôm nay thì mình sẽ gợi ý cho các anh em dựa theo cái bài báo đó. Nó có 7 cái phong cách, 7 cái style dành cho các anh em. Đa phần thông thường khi mà chúng ta đi biển thì chúng ta sẽ bị trùng vào một trong cái 7 style đó. Vâng ạ. Và chúng ta sẽ nên dùng trang điểm hoa nào cho phù hợp. Ok, vì đây là bài báo cho nên là mình phải cầm theo smartphone của mình để mình đọc, chứ mình không thể nào mình nhớ hết được full những cái bài báo này. Ok. Cái phong cách đầu tiên đó là khoe body. Ok. Mặc mỗi cái quần bơi và khoe 6 múi rất là sport, rất là manly. Đó, thì cái phong cách này nhìn hình này các anh em cũng có thể biết đây là một cái phong cách cực kỳ sport, cực kỳ power, rất là manly, cơ bắp cuồn cuộn. Thì với cái style này chúng ta nên dùng mùi hương nào? Ở đây mình sẽ gợi ý đến cho các anh em hai mùi hương, đó là Chanel Allure Sport. Rất phổ thông, rất được nhiều người biết đến. Và cái tên thôi là mọi người cũng đều biết là nó rất là hợp với cái phong cách này. Mùi hương nam tính, rắn giỏi và cực kỳ là sport đó. Và chai thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Paco Rabanne. Đó là Paco Rabanne Black Excess Lexus. Ở cái chai này nếu mà để dùng bình thường vào mùa hè thì cái mùi hương của nó có thể là nó hơi nồng. Nhưng khi mà các anh em đi ra biển và xịt mùi hương này thì nó lại rất là phù hợp. Cực kỳ gợi tình, cực kỳ gạo đoàn và sexy. Rất là hợp. Đối với cá nhân quan điểm của mình, rất là hợp với cái phong cách mà các anh em giống như cái hình này. Đó, kiểu như khoe 6 múi ở đây này, nhìn sexy hay không thì các anh em xịt thêm mùi hương của Chanel Hoa này rất là phù hợp. Đó, đây là cái style thứ nhất. Cái style thứ hai thì nó là quần short, denim và áo phông. Thì đây là cái sự kết hợp trang phục đi biển được yêu thích nhất trên thế giới. Bởi chúng không chỉ mang lại cho cái phái mạnh cái sự thoải mái mát mẻ mà còn cả cái diện mạo cực kỳ là hút mắt. Đó, thì các anh em có thể thấy theo những cái hình này chúng ta có thể thấy đây là một cái style mà có nghĩa là về cái thời trang, về cái ngoại hình là đã đủ để chúng ta đi biển rồi, đúng không? Cực kỳ thu hút, cực kỳ bắt mắt đối với các chị em. Thì đổi lại chúng ta cũng không cần thiết phải dùng một cái mùi hương nào đó nó quá mạnh, nó quá là sexy, mà đơn giản chúng ta chỉ cần một cái mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng thôi. Và đây hai chai nước hoa mình muốn gợi ý đến cho các anh em Versace Pro Home rất quen thuộc. Rất là nhiều video đã nói về chai nước hoa này và mình cảm thấy rất là phù hợp với cái phong cách như anh bạn hình trong hình này. Và chai thứ hai đó là Sinjon Unforgettable. Mặc dù trong thành phần của nó có cái nốt rượu rum, thế nhưng mà mùi hương này rất là nhẹ nhàng thoang thoảng bám trên da và mình thấy rất là hợp với cái phong cách như cái anh chàng trong ảnh. Bởi vì chúng ta đã có cái style thời trang nó sành điệu rồi, và chúng ta như mình đã nói ở đoạn đầu là mình chỉ cần một cái mùi hương nó nhẹ nhàng thôi, thì Sinjon Unforgettable này nó cũng rất là phù hợp. Đó, đây là cái style thứ hai. Ở cái phong cách thứ ba đó là áo sơ mi thả cúc và denim. Thì đây là cái sự lựa chọn hoàn hảo cho các quý ông thích để ngực trần, thích khoe body nhưng mà lại vẫn muốn có một cái chút gì đó nó kín đáo, chứ không phải là thả rông ở khi mà mình đi ra ngoài những chỗ đông người. Đó, với cái phong cách này, hai chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho các anh em đó là Bulgari Aqua Amara và Victor & Robert Spice Bond. Đây là hai mùi hương mà nó không quá là sexy nhưng cũng không quá là đứng đắn. Đó, nó ở giữa hai cái ngưỡng đấy. Do đó, nếu như anh em nào khi mới đi ra biển, mọi người thích có một chút cái gì đó nó bén lẽn, nó thầm kín, thế nhưng lại cũng thích khoe khéo cái body của mình, đó, thì mùi hương của hai chai nước hoa này hoàn toàn phù hợp với cái phong cách đó của các anh em. Chỉ có một cái lưu ý, đó là Spice Bomb mặc dù trên lý thuyết nó dùng được cho cả 4 mùa, có nghĩa là nó dùng được cho cả mùa hè, thế nhưng khi mà xịt vào thời điểm mùa hè thì các anh em nên chú ý đến cái liều lượng xịt, không nên xịt quá nhiều lần. Đó, còn lại sử dụng hai mùi hương này nó mình cảm thấy rất là ok đối với bạn nào đang theo đuổi phong cách giống như trong hình. Style thứ tư đó là áo ba lỗ và quần short. Thì
Không có gì cái mát mẻ hơn và thời trang đỡ biển hơn như chiếc áo ba lỗ. Nó giúp cho anh em cảm thấy dễ thở và vừa đủ thời trang và phong cách khi kết hợp với quần short. Đối với quan điểm của mình thì chiếc những áo ba lỗ rộng rộng ấy thì mình thấy là những anh em tuổi teen, tuổi đang mới lớn ấy sôi nổi và hào hứng rất là ưa chuộng. Do đó là hai cái mùi hương mà mình muốn gợi ý đến cho các anh em đó là Acqua di Gio và John Varvatos Addison Pure. Đây là hai mùi hương có thể gọi là không quá nồng, nhẹ nhàng và cũng có nét trẻ trung. Rất là phù hợp với các anh em nào mà đang ở cái tuổi mới lớn, xịt. Nó nhẹ nhàng và tuổi teen, đó trẻ trung. Hai chai hoa này. Phong cách thứ năm đó là quần dạng kiểu kaki và áo sơ mi. Thì với cái phong cách này thì nó rất là hợp với các anh em nào mặc dù kể cả là đi ra biển nhưng vẫn thích theo kiểu quý ông lịch lãm đó. Mặc dù là đang đi ra bãi biển đông người nhưng mà mình vẫn thích mình một cái gì đó nó riêng, cá tính riêng đó. Thì ở đây hai chai nước hoa mình muốn giới thiệu cho anh em đó là Chanel Album Sport All Extreme và Acqua di Gio Profumo đó. Mặc dù hai chai nước hoa này là dành cho mùa hè, thế nhưng ở cái mùi hương của nó không phải là một cái gì đó hừng hực kiểu như trực phun trào lên, mà nó có một cái gì đó rất điềm đạm, nam tính và quý ông. Rất hợp với anh em nào đang theo đuổi hình tượng này, mặc dù kể cả lúc đi ra biển. Do đó, Chanel Album Sport All Extreme và Acqua di Gio Profumo là cái gợi ý của mình. Phong cách thứ 6 đó là quần short in họa tiết và áo sơ mi. Đây là cái style mà có cái kiểu thiết kế họa tiết rực rỡ, sắc màu. Nó giống như kiểu mà anh chàng nó có một cái yêu thích cái sự sexy đó. Khi mình đi ra biển thì mình thích có mọi ánh nhìn các cô gái sẽ nhìn theo mình, bởi vì cái quần short này nó rất là hoa hòe, hoa sói, với cái áo sơ mi phanh ra khoe cái body của mình đó. Kiểu một cái gì đó nó gợi tình và sexy. Và hai chai nước hoa mình muốn gợi ý đến cho các anh em đó là Dior Homme Sport bản 2017 và Dior Sauvage. Hai chai nước hoa này thì một chai thì đã nói rất là nhiều rồi, mình không cần phải nói lại. Và Dior Homme Sport 2017 nó là một cái sự thay đổi hoàn toàn với các bạn Dior Homme Sport về trước. Nếu như ở các phiên bản trước thì nó nặng một cái mùi thanh mát của cam rất là nhẹ nhàng. Thế nhưng ở cái phiên bản này thì mùi nó đậm hơn, nó ngọt hơn và nó không còn giữ cái phong cách đơn giản giống như cái phiên bản cũ, mà nó có ngọt ngào, nồng nàn hơn. Rất là ok. Nếu như các anh em nào thích một cái gì đó sexy, gợi cảm khi mà đi ra bãi biển thì Dior Sauvage và Dior Homme Sport 2017 này là gợi ý của mình đến cho các anh em. Cuối cùng, phong cách thứ 7 đó là áo khoác denim và quần short. Đây là một cái phong cách cực kỳ thích hợp trên các cái bữa tiệc trên bãi biển. Các anh em nào mà muốn gây cái tâm điểm trong các cái bữa tiệc thì hoàn toàn có thể thử cái style thời trang này. Và nhắc đến những cái bữa tiệc trên bãi biển thì chúng ta cần một cái mùi hương thơm, ngọt và cực kỳ nồng nàn. Nó không hẳn là sexy mà nó phải là nồng nàn, thu hút, quyến rũ trong một cái không gian rất là nhiều mùi, trong một không gian rất là nhiều người. Thì chúng ta cần được một cái mùi hương ngọt, nồng nàn và thu hút. Và đây hai chai mình muốn giới thiệu lên cho các anh em là Versace Eros và Paquerban Invictus. Hai chai này nó đáp ứng được tất cả những cái yêu cầu của các anh em khi mà mọi người tham gia những cái bữa tiệc trên bãi biển. Thu hút, nồng nàn và quyến rũ. Mình nghĩ là các chị em nào khi ngửi mùi hương của hai chai nước hoa này thì sẽ không thể nào cưỡng lại được mùi hương của hai chai nước hoa này. Do đó, nếu như anh em nào like cái phong cách giống như anh bạn trong hình ảnh này thì hai chai nước hoa này là lựa chọn, có thể là lựa chọn không hề tệ đối với mọi người. Thì vừa xong mình gợi ý cho các anh em những cái chai nước hoa mà nó phù hợp theo từng style khi mà các anh em đi biển. Rất là cảm ơn các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu lại cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.